Hàng năm cứ vào những ngày đầu thu, các ngư dân lại chuẩn bị thuyền bè chỉnh trang cho các chuyến ra khơi đánh bắt cá hồi, loài cá rất phổ biến tại các vùng nước ngọt. Hai tiểu bang Oregon, Washington và Vancouver, Canada là nơi cá hồi hàng năm kéo về hàng triệu con để sinh sản. Nói đến cá hồi không chỉ thú vị là những món ăn nấu bằng cá hồi được nhiều người ưa chuộng trên thế giới mà còn những đặc thù về đời sống khá đặc biệt của chúng. Vùng biển ở tỉnh BC, Columbia, Canada là nơi có lượng cá hồi lớn và là điểm đến lý tưởng của nhiều ngư dân khắp nơi và những người yêu thích đánh bắt cá hồi và các loại hải sản khác. Cá hồi đại Tây Dương Atlantic Salmon được xem là vua của các loài cá, một danh hiệu thích hợp vì nhiều lý do. Cá hồi thực hiện nhiều chuyến du hành ngoạn mục trong cuộc sống, di cư từ các dòng nước ngọt khi còn nhỏ tới vùng kiếm ăn ở Bắc Đại Tây Dương và quay trở về khi sinh sản. Cá hồi thuộc loại những loài cá đẹp nhất, có thân dài, màu ánh bạc và có dáng di chuyển đẹp mắt. Quan trọng hơn cả, chúng là biểu trưng cho dòng nước sạch, không bị ô nhiễm. Cá hồi là loại cá đẻ trứng ở dòng nước ngọt. Có con chỉ sống một thời gian ngắn trong dòng sông rồi bơi ra biển sinh sống. Đến khi trưởng thành lại quay về dòng sông cũ để đẻ trứng. Cá hồi nhảy ngược dòng thác để về quê cũ, đây là một sức mạnh bản năng đặc biệt của chúng. Biển rộng, sông dài, biết bao nhiêu dòng sông, làm sao cá hồi có thể nhận ra dòng sông cũ của mình? Từ biển cả mênh mông, làm sao thuộc đường về quê cũ? Đây thật sự là một điều bí ẩn mà các nhà khoa học chưa tìm được câu trả lời hoàn hảo.
Cá hồi Đại Tây Dương sắp sinh sản sẽ làm tổ vào mùa thu hàng năm. Chúng đào lộ trong đáy sỏi của dòng suối bằng cách đẩy thân hình qua một bên và lên xuống bằng thân và đuôi. Với sự cổ vũ của con đực, cá cái đẻ trứng vào trong tổ. Trứng ở trong tổ suốt mùa đông và nở vào mùa xuân sau đó. Cá con vừa nở sống trong sỏi và tiếp tục phát triển nhờ năng lượng dự trữ trong lòng đỏ trứng. Cá hồi đỏ được xem là một trong số các loài cá có tập tính sinh sống kỳ lạ và bí ẩn nhất trong thế giới động vật. Chúng sống được ở các môi trường nước khác nhau như ngọt, lợ và mặn. Loài cá này bơi ngược dòng sông để sinh sản, sau đó lại được tìm thấy ở Bắc Thái Bình Dương và các con sông quanh đó. Một con cá hồi đỏ có thể phát triển tới độ dài 60-84 cm, cân nặng tương đương khoảng 2,3-7 kg. Cá con mới ra đời sẽ sống trong một môi trường nước ngọt đến lúc đủ khả năng để di cư và sinh sống ở đại dương rộng lớn, nơi cách xa vị trí sinh sản tới 1.600 km. Chúng di cư trong khoảng 1-4 năm và sống ở môi trường nước mặn. Quãng đường di chuyển hồi hương đúng với hành trình mà chúng ra đi. Sau đó đàn cá lại quay về đẻ trứng ở nơi đã sinh ra. Số cá hồi còn sót lại khoảng 10 triệu con, trong đó có một nửa là cá cái sẽ di cư về sông Adam Vancouver để sinh sản và chết đi. Các nhà khoa học cho rằng cá hồi đỏ có thể định hướng vị trí cũ bằng cách sử dụng mùi đặc trưng của dòng sông, cũng có thể nhờ vào mặt trời. Cá hồi đỏ là một trong những loại hải sản quý hiếm có giá trị dinh dưỡng cao và rất nhiều công dụng chữa bệnh. Có thể thấy cá hồi được bày bán tươi, đông lạnh và đóng hộp tại các siêu thị tại Canada, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Giá cá hồi tương đối đắt hơn nhiều loại cá khác.
Khi về môi trường nước ngọt ở sông Adam, thân cá chuyển dần sang màu đỏ, đầu cá lại có màu xanh lục. Cảnh tượng con sông được nhuộm đỏ bởi cá hồi đã thu hút rất nhiều du khách và những người đến xem. Rất đông người đến đây chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ thú này cuối tháng 10. Đây cũng là thời điểm người dân địa phương tổ chức lễ hội cá hồi đỏ ở công viên ngay cạnh dòng sông Adam. Theo ước tính, mỗi năm, ngư dân Canada đánh bắt khoảng 15 triệu cá hồi đỏ làm thực phẩm. Cá hồi là nguồn thực phẩm rất nhiều người Canada và nhiều người dân trên thế giới ưa thích. Sushi cá hồi rất phổ biến tại Canada với mùi vị đa dạng như sushi cá hồi nướng, sushi cá hồi phô mai, sushi cá hồi mayonnaise, salad cá hồi, sashimi cá hồi v.v. Cá hồi ít xương, nạc nhiều, không tanh, lại có hương vị thơm ngon nên dễ chế biến thành các món ăn của các gia đình. Món cá hồi sống ăn kèm với mù tạt theo phong cách ẩm thực của Nhật Bản khá nổi tiếng tại Canada. Do đó, món ăn này đã du nhập vào nền văn hóa ẩm thực của nhiều đất nước, trong đó có Việt Nam. Ngoài sushi, cá hồi còn được chế biến theo các loại thực phẩm của từng quốc gia. Cá hồi còn được chế biến với nhiều món ăn khác nhau như cá hồi nướng, cá hồi barbecue, cá hồi kho, cá hồi làm salad, hoặc đơn giản chúng ta có thể nấu canh chua cá hồi, hương vị rất mặn mà, không kém gì các loại cá khác.